Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại với video review sách tiếp theo này của mình. Và hôm nay thì mình sẽ review đến mọi người một cuốn sách có thể nói là kinh điển của kinh điển. Từ kinh điển ở đây thì đối với mình không có nghĩa là nó ảnh hưởng tới văn học của thế giới, văn học của Mỹ, mà nó còn kinh điển theo nghĩa rất là hay. Thì trước khi mà mình đọc cuốn này ấy, thì mình cũng đã nghe rất nhiều bạn nói là cuốn này hay rồi, thì cầm cuốn này lên mà đọc thì sẽ không thể nào mà đặt xuống được cho đến khi đọc xong nó. Mình chỉ nghe như vậy thôi, tại vì trước đây cũng có nhiều người nói với mình những cuốn sách như vậy, nhưng mà thực sự là khi đọc thì đôi khi là nó cũng không phải gu của mình. Thế nên là mình cũng kiểu muốn đọc cuốn này nhưng mà cũng chần chừ, xong rồi cũng bận. Thế là mình có mượn được một bạn ở trên Gap và bạn ấy cũng đã đồng ý rồi. Thế nhưng mà không đi lấy được tại vì ngại đi lấy quá. Thế xong là có một em mình quen thì em ấy lại tình cờ có cuốn này, thế là mình mượn đọc luôn. Và mình đọc cuốn này từ chiều hôm trước cho đến chiều hôm sau, tức là khoảng tầm 12 tiếng gì đấy là xong. Và mình cũng không nghĩ là mình lại đọc cuốn sách này nhanh như vậy. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cuốn sách này. Tuy nhiên là cuốn sách này thì plot twist của nó sẽ rất là hay. Và nếu mà mình nói ra trước thì nó sẽ mất hay đi rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ không tập trung vào phần cốt truyện, và mình sẽ đề cập đến một chút về phần cốt truyện thôi. Sau đó mình sẽ nói về bối cảnh diễn ra cuốn sách này và cách hành văn mà mình rất là thích của tác giả. Và nếu mà các bạn theo dõi Facebook của mình thì hẳn là các bạn cũng đã biết là cuốn này là cuốn gì rồi, tại vì mình dành cho nó rất là nhiều lời khen. Và đó chính là cuốn Hai Số Phận. Mình không có sách ở đây tại vì mình đã đem trả mất rồi. Sau khi đã trả xong thì mình mới nhận ra là trước giờ mình chưa làm review cuốn sách này. Thế nên là hôm nay không có sách để cầm ở đây rồi. Vậy thì bọn mình cùng bắt đầu nhé. Hai Số Phận kể về cuộc đời của hai người đàn ông sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm trên hai đất nước hoàn toàn khác nhau. Và người đàn ông thứ nhất là sinh ra ở trên vùng đất của Ba Lan. Đó là vùng đất lúc đó vẫn còn đang chìm trong sự kìm hãm của người Nga. Còn một người là con dân của vùng đất tự do, đó là nước Mỹ. Và mặc dù hai người này là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng mà cuộc đời hai người này sau này sẽ có rất là nhiều những cái biến cố, cũng như là hai người này trở thành định mệnh của cuộc đời nhau. Tuy nhiên từ định mệnh ở đây không có nghĩa như các bạn nghĩ đâu nhá. Và ngay từ những cái dòng đầu tiên khi mà đọc về cuốn sách này ấy, thì mình cái tác giả viết về bối cảnh và thời gian hai người này sinh ra, cũng như là năm mà hai người này sinh ra, thì mình đã có một dự đoán rất không lành về cái số phận của người sinh ra ở vùng đất Ba Lan. Tại vì trước đây thì mình cũng đã đọc nhiều cuốn sách liên quan đến chủ đề Thế chiến 1, cũng như là về thời của Hitler rồi. Và khi mà chứng kiến những cái lời kể về trại tập trung, cũng như là diệt chủng người Do Thái, thì mình cảm thấy là cuốn sách này sẽ dự đoán rất là nhiều điều không lành. Và nếu các bạn cũng muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này thì có thể đọc Anne Frank này, hoặc là cuốn sách mới của nhà xuất bản Kim Đồng, đó là Marx, Bi kịch của chủng tộc thượng đẳng. Đó là cuốn gần đây nhất mà mình đọc về Hitler. Tiếp theo là về phần bối cảnh, thì mình nghĩ là bối cảnh diễn ra cuốn sách này hết sức đặc biệt. Đó là cuốn sách này viết từ trước Thế chiến thứ nhất, từ khi hai người này bắt đầu sinh ra và cho đến hết thời của Tổng thống John Kennedy. Thì mình nghĩ là vào cái giai đoạn lịch sử này của thế giới cũng như là nước Mỹ, thì nó diễn ra rất là nhiều những cái sự kiện lịch sử mà đáng quan tâm. Ví dụ như là chiến tranh thế giới thứ nhất này, chiến tranh thế giới thứ hai này, và cuộc khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ năm 1929. Sau đó thì rất nhiều các sự kiện diễn ra, ví dụ như chiến tranh lạnh này và việc ám sát Tổng thống John Kennedy. Thì mình nghĩ là với cái bối cảnh như vậy thì cuốn này bản thân nó đã hứa hẹn rất là nhiều cái chi tiết cũng như là những cái tình tiết lý thú. Cái thứ hai là khi mà bạn đọc cuốn sách này ấy, thì bạn không cần phải tức là nghiền ngẫm phải hiểu quá nhiều về lịch sử thế giới, mà bạn có thể thông qua cuốn sách này thì càng hiểu thêm về lịch sử thế giới, cũng như là ghi nhớ các cái mốc thời gian diễn ra dễ hơn rất nhiều so với khi mà bạn học lịch sử bình thường. Tại vì là nó gắn liền với lại cuộc đời của hai người đàn ông này, và nó diễn biến theo mạch của một cái cuốn tiểu thuyết kể về một cuộc đời, nhưng mà nó không phải là một cuốn tụ truyện, và nó rất nhiều plot twist, nên là mọi người sẽ cảm thấy rất là cuốn hút. Và mình nghĩ là đây cũng là một cách là mọi người hiểu thêm về lịch sử của thế giới vào thế kỷ 20. Về cách hành văn của tác giả thì mình rất là thích, tại vì là
mặc dù được xếp vào cái cuốn thuộc hàng kinh điển, nhưng mà mình nghĩ là cái thời gian ông ấy viết ra cuốn sách này thì nó cũng đã khá gần với thế kỷ 21 rồi, cho nên là mình nghĩ là văn phong thì cũng không có gì quá khó hiểu, hoặc là cũng là có thể do một phần người dịch giả đã chuyển ngữ một cách rất là dễ hiểu. Thì mình thấy là cách hành văn của tác giả khá là đơn giản này, cách xây dựng nhân vật này, rồi tính cách nhân vật này, mặc dù là được không phải được kể theo ngôi thứ nhất, tại vì nó không phải là một tự truyện mà, đúng không? Thì tác giả đã rất thành công trong việc là miêu tả tính cách của từng nhân vật qua lời kể của một bên thứ ba. Và tính cách đấy không chỉ được miêu tả bằng những cái câu chữ, mà qua những cái sự kiện của cuộc đời hai người này diễn ra, thì nó đã khắc sâu ở đó một cái hình tượng nhân vật khá là rõ ràng về hai người đàn ông. Tác giả rất là dí dỏm trong những cái cuộc đối thoại, ông sử dụng các cái yếu tố sự kiện này, lịch sử này, rồi là các cái nhân vật khác để làm cho cái cuộc đối thoại của hai người đàn ông này trở nên hay hơn rất là nhiều. Cũng như là tác giả lồng ghép những cái tình tiết về từng thời kỳ và trong những cái cuộc trò chuyện, và một trong những cái cuộc hội thoại mà mình cảm thấy ấn tượng trong cuốn sách này đó là khi mà người đàn ông Ba Lan nói chuyện với một viên cảnh sát. Thì hai người này đã đề cập đến cái lệnh cấm rượu vào thời kỳ năm 1926 thì phải, mình nhớ không nhầm. Thì năm đó là cũng là thời kỳ diễn ra cuốn sách Đại gia Gatsby. Và cuốn này thì ông cũng nhắc đến khá nhiều về cuốn Đại gia Gatsby. Tại vì vào cái thời điểm ông viết cái cuốn sách Hai số phận này ấy, thì cái cuốn Đại gia Gatsby nó đã trở thành một tượng đài văn học của nước Mỹ rồi. Hai người đàn ông này thì đùa với nhau là không đi đến quán rượu được, tại vì thời đó thì ở Mỹ đang có lệnh cấm rượu, và thay vì thế thì hai người đàn ông này đi đến một quán cà phê trứng bơ sữa gì đó, mình không nhớ lắm. Nhưng mà mình rất thích cách tác giả đưa cái tình tiết vào như vậy. Và có một đoạn nữa thì mặc dù là cái cuốn này nó không mô tả quá nhiều, tức là có nói về từng thời kỳ nhé, nhưng mà tác giả không dùng văn phong để mô tả quá nhiều về cái thời kỳ đấy. Đại diện như là vào thời Đại gia Gatsby thì những cái cuộc vui chơi rồi vật chất được đặt lên trên hết tất cả. Nhưng mà vào cái thời điểm mà tác giả viết về thời kỳ của lệnh cấm rượu, thời kỳ của nhạc jazz, thì tác giả lại không đề cập quá nhiều đến những cái yếu tố hào nhoáng như thế. Và thay vì thế thì tác giả chỉ đề cập một chút ít, đó là những cái cuộc khiêu vũ rất là lớn tại nhà của người đàn ông sinh ra tại đất Mỹ. Và cũng như là những cái tình tiết tác giả kể về cuộc đời diễn biến tình cảm của hai người đàn ông này thì mình nghĩ là có ảnh hưởng ít nhiều bởi thời kỳ nữa. Dù sao thì mình rất thích cách hành văn của tác giả này, có thể tóm gọn lại một câu là ngắn gọn này, dễ hiểu này, tinh tế và hài hước. Trên đây là những cái review của mình về cuốn Hai số phận. Và tại vì là mình rất ấn tượng với cách hành văn của ông, cũng như là mình thì học rất nhiều về có thể phục vụ cho công việc này, cuộc sống này và tình yêu. Và mình sẽ làm một video nữa review cho mọi người về những điều mà mình học được qua cuốn sách Hai số phận. Cảm ơn mọi người đã xem phần review thứ nhất về cuốn Hai số phận của mình. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem phần review thứ hai. Bye bye mọi người.